Gravity Falls là một trong những series hoạt hình được đánh giá là hay nhất trong những năm trở lại đây, với một câu chuyện cuốn hút, dàn nhân vật có chiều sâu, chưa kể đến những bí ẩn chưa được giải mã từ trong phim đến ngoài đời thật. Quả không ngoa khi nói rằng Gravity Falls là một bộ phim hoạt hình thông minh và phù hợp với mọi lứa tuổi, khi mà trẻ con có thể tận hưởng những chuyến phiêu lưu của hai chị em Mabel và Dipper, còn người lớn thì lại được luyện não với những bí ẩn của phim. Tuy nhiên, có một điều mà các khán giả của series có thể dễ dàng bỏ lỡ, Dipper là một thằng simp. Chúng tớ là Way to Weird Cartoon và hôm nay hãy cùng đi qua những lần simping kinh điển của Dipper nhé. Bắt đầu thôi, let's go. À, với những bạn nào chưa biết thì simp theo như Wikipedia là một từ lóng trên internet để chỉ một người, thường là đàn ông mà luôn thể hiện một sự yêu thích và chú ý quá mức dành cho người khác, thường là phụ nữ để đạt được một mục đích gì đó như tình cảm hoặc phổ biến hơn là tình dục, và hành động mà những người này thể hiện ra để đạt được điều đó được gọi là simping. Còn hiểu theo cách đơn giản và ngắn gọn của mình, simp là dại gái. Ok, chúng ta cùng đi vào nội dung chính nha. Trong tập 7 mùa 1, Double Dipper, Dipper đã thể hiện một hành động simping điển hình, đó là cố gắng quá mức cần thiết để gây ấn tượng với Wendy. Ý tớ là cậu ta đã lập hẳn một bản kế hoạch dài quá cả chiều cao khiêm tốn của mình, chỉ ra từng bước để hẹn hò với Wendy, mà theo như Mabel thì đó là một danh sách những việc làm phức tạp quá mức. Và liệu cái kế hoạch này có hiệu quả hay không? Câu trả lời rõ ràng là không rồi. Dipper dành cả tập phim chỉ để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra ý như kế hoạch đã đề ra. Nhưng đời đâu như là mơ, nhất là ở cái thị trấn quái gở này, điều gì cũng có thể xảy ra và đương nhiên, kế hoạch của cậu đã hoàn toàn đổ bể. Wendy đã rơi vào tay của Robbie, còn Dipper thì lại một mình với cánh tay, à ý tớ là chính bản thân của mình. Hãy để ý xem, những lần Dipper tự ứng biến không theo kế hoạch thì đó lại là những khoảnh khắc cậu được kết nối với Wendy, còn không thì chắc chắn mọi thứ sẽ đổ bể. Nên là các cậu nhớ nhé, kế hoạch chỉ là một phần thôi, nếu người đó không thích cậu thì kế hoạch thế hay là nữa thì cũng vứt hết đấy mà. Tập 5 mùa 1, The Inconveniencing là một tập phim mà có thể nói Dipper dành hầu hết thời gian để simping Wendy. Vừa mới đoạn đầu, khi Wendy rời đi, sau khi hai người chơi ném quả thông trên nóc nhà, Dipper đã phản ứng như thế này đây. Trời ơi, ngay đến cả Mabel cũng đã nhận ra cậu em của mình thích Wendy đến mức nào rồi mà. Hãy nhìn biểu cảm khuôn mặt, điệu cười gượng gạo và câu nói của Dipper đi. Chúng ta như có thể đọc được dòng chữ I love Wendy trên đó vậy. Không dừng lại ở đó, khi Mabel nói trúng tim đen, Dipper còn vội vội vàng vàng phủ nhận, làm như em sẽ thức cả đêm để nghĩ về cô ấy vậy. Và đương nhiên, đêm đó Dipper đã thức cả đêm để nghĩ về Wendy. Tớ đoán là trong đầu Dipper lúc này đang tưởng tượng ra cả một tương lai tươi sáng giữa cậu và Wendy. Họ sẽ đi hẹn hò, yêu nhau, làm đám cưới và có vài ba đứa con kháu khỉnh và cuối cùng là lìa đời cùng nhau. Hai, tớ không thể nói từ kinh nghiệm của bản thân đâu, hãy xem cảnh này đi. Dipper đã nói dối tuổi của mình để tỏ ra trưởng thành hơn trước mặt crush ư? Biết gì không cậu bé, nếu cô ta không thích cậu bây giờ, chắc chắn cô ta cũng sẽ không thích cậu nếu biết là cậu giả mạo tuổi tác đâu. Bản tính simp của Dipper được thể hiện rất rõ khi cậu đến cửa hàng tạp hóa bị bỏ hoang với Wendy và đám bạn của cô. Hãy cùng mình liệt kê nhé. Đầu tiên, Dipper đã đặt mình vào tình huống nguy hiểm chỉ vì Wendy nói rằng nó không nguy hiểm. Yeah, we're all gonna die. Chill out, man. It's not as bad as it looks. Cộng một simp. Bị xúc phạm và bị crush coi như trẻ con, Dipper leo lên mái nhà, đột nhập vào cửa hàng và mở cửa cho mọi người để chứng tỏ bản thân. Cộng 2 simp. Bị crush quay lưng lại và một lần nữa tự đặt mình vào một tình huống nguy hiểm khác. Cộng 3 simp. Trời, ông Dipper này có định dừng lại không vậy? Thôi thì ít nhất Dipper cũng đã dám nói ra sự thật và nhảy điệu con cừu kỳ cục này để cứu mọi người. Chính điều này mới gây ấn tượng với Wendy, chứ không phải mấy thứ simping ở trên. Cứ như thế từ đầu có phải hay hơn không nào? Tập 15 mùa 1, The Deep End. Đây là một tập phim khá thú vị khi mà không chỉ có Dipper mà chính cả Mabel mới thể hiện rõ ràng bản chất sim của mình với anh chàng tiên cá. Đúng là chị em có khác, chắc bản tính sim xuất phát từ trong gen rồi. Cơ mà khoan nói về Mabel, video này chúng ta nói về Dipper cơ mà. Cậu lại một lần nữa cho chúng ta chứng kiến điệu cười gượng gạo quá lố khi mà Wendy chỉ nói đùa một câu hết sức bình thường, thậm chí Dipper còn lẩm bẩm. Đấy, có phải là cậu ta không nhận ra đâu, nhưng việc nói ra câu nói đó khiến mọi thứ trở nên kỳ cục hơn nữa kìa. Trời ơi, một hành động deeping của Dipper đã khiến tình huống trở nên thật ngượng ngùng. Như tớ đã nói ở trên, simp là những người làm quá nhiều và quá lố để có được người họ thích. Vậy thì với Dipper, điều này có thể đi xa đến mức nào cơ chứ? Làm những điều mình không muốn ư, quá bình thường. Nói dối tuổi để trở nên trưởng thành hơn, không không. Bản thân đặt vào những tình huống nguy hiểm ư, vẫn chưa đủ. Vậy còn liên tục du hành thời gian, quay trở về quá khứ để thay đổi hiện tại. Thậm chí là khiến cho chị gái mình đánh mất người bạn thân nhất. Tất cả chỉ để thắng một trò chơi và lấy được con thú nhồi bông cho Wendy ư. Đó chính là điều mà tôi đang muốn nói đây. Trong tập 9 mùa 1,
The Time Traveler Speak. Sau khi lấy được máy du hành thời gian của Blandin, Dipper chỉ vì muốn lấy được con thú nhồi bông cho Wendy, cậu đã liên tục quay trở về quá khứ để chơi lại trò chơi đó, liên tục và liên tục, để chắc chắn rằng lấy được phần thưởng và quả bóng không bay vào mặt Wendy. Cuối cùng thì Dipper đã làm được, nhưng cái giá phải trả là Mabel đã mất đi người bạn Waddles của mình vào tay Pacifica. Hậu quả là hai chị em đã có một cuộc ẩu đả khiến họ suýt chút nữa bị lạc trong dòng thời gian. Nhưng mà may, Dipper vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế được bản tính sim của mình để một lần nữa quay ngược thời gian, bỏ qua Wendy để giúp Mabel có lại được người bạn Waddles. Đúng là Dipper thì dạy gái thật đấy, nhưng chắc chắn là nó sẽ không lấn át được tình chị em của cậu đâu. Lại một lần nữa chúng ta được thấy những lời thì thầm cực creepy của Dipper mỗi khi đứng cạnh Wendy. Lần này, khi hai người đang đứng ở quầy thu ngân và chơi trò lồng tiếng, Dipper đã lẩm bẩm: "I could play this game forever." Rồi khi Wendy hỏi lại, lại giả vờ là ho. Hey, ai đó có thể ngăn Dipper làm những thứ như thế này lại được không? Nó xảy ra quá nhiều lần rồi và nó không hề dừng lại. Ngay sau đó, khi nghe Wendy nói muốn chia tay Ruby, Dipper đã làm trò này đây. Hãy nhìn biểu cảm và hành động của Dipper xem, như kiểu cậu ta vừa mới đánh bại được Bill Cipher vậy. Cũng trong tập phim này, Dipper còn làm đủ mọi cách, thậm chí có thể gọi là vạch lá tìm sâu khi cậu đã cố tìm cho ra một thông điệp thôi miên ẩn giấu trong bài hát Ruby tặng cho Wendy. Cuối cùng, cậu khiến cho mối quan hệ của họ sụp đổ. Đến đây thì đúng là Dipper có hơi quá đáng rồi, nhưng rồi kết quả là gì? Cậu ta cũng không có được Wendy khi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Cái này thì đúng là biểu hiện của sim này, không thể chối cãi được. Đây rồi, những khoảnh khắc simping cuối cùng của Dipper trong cả series. Nhìn cảnh này, dường như Dipper và Wendy đang có một khoảng không gian vui vẻ bên nhau, xem phim, ăn bỏng ngô và cười đùa như những người bạn. Nhưng mà đương nhiên là Dipper không chỉ muốn dừng lại như thế, cậu ta cứ phải phá hỏng những giây phút tuyệt vời như thế này bằng cái thái độ simping của mình cơ. Dipper ngại ngùng, ngắc ngứ, ngập ngừng mãi mà không dám rủ Wendy đi chơi, xong cuối cùng lại phải rủ đi phiêu lưu với mình và Mabel. So you know, I was wondering if maybe you wanted to, if you and me, whatever. Thế nó có chán đời không cơ chứ? Ai mà chả biết là cậu thích Wendy rồi, nói ra một câu thì sao? Xong cậu lại còn phải phát hoảng khi nhận ra mình đang nằm trên áo lót của Wendy nữa chứ. Và như được biết trong cuối tập phim, Dipper cuối cùng cũng có gan thổ lộ tình cảm với Wendy. Mọi chuyện không như ý muốn của cậu, nhưng nó vẫn rất nhẹ nhàng và tốt đẹp. Wendy là một người con gái tốt, nhưng lại quá lớn so với Dipper. Cô từ chối cậu một cách nhẹ nhàng và cuối cùng hai người vẫn có thể trở thành bạn của nhau. Đó, cứ như thế từ đầu có phải đỡ hơn không nào? À, nếu mà Dipper như thế từ đầu thì làm gì có video này? Được rồi, tổng kết lại cho câu hỏi trong tiêu đề của video, Dipper có phải là một thằng simp không? Có thể đấy, không thể chối cãi những giây phút dại gái hay thậm chí là cực kỳ dại gái của Dipper như tớ đã liệt kê ở trên. Nhưng suy cho cùng, cậu ta vẫn biết kiềm chế bản thân đấy chứ. Không để cho bản năng simp của mình lấn át tình chị em, bạn bè và lòng tự trọng. Và cuối cùng, cậu cũng có một cái kết đẹp với Wendy. Đương nhiên là như những người bạn thôi. Nghĩ lại thì Dipper cũng đâu có simp đến thế, phải không các cậu? Và trên đây là những khoảnh khắc simping điển hình của Dipper trong series Gravity Falls. Các cậu thích khoảnh khắc nào nhất trong video? Hay chúng tớ có bỏ lỡ những lần dạy gái nào của Dipper nữa hay không? Hãy comment xuống phía dưới để mọi người cùng thảo luận nha. Đừng quên like, share video và subscribe to Way to Weird Cartoon để đón xem thêm nhiều hơn nữa những video trong tương lai nhé. Way to Weird out.